Kênh Thuốc Nam Người Mường xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với tất cả các bạn về một cái loài dây có tên là dây rồng bà. Đấy các bạn nhé, có tên là dây rồng bà để đặc trị về cái bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, tăng chất nhờn cho các khớp. Nghe các bạn nhé. Đấy, tăng chất nhờn cho các khớp. Đấy, chẳng hạn như là nó bị khô khớp gối, khô khớp chân tay. Đấy, khô khớp lưng. Đấy. Thì nó mới tạo ra một cái bệnh gọi như là bị phôi hóa đấy các bạn, phôi hóa, thoái hóa nhé. Đấy, phôi hóa, thoái hóa. Tất cả nó bị khô qua quá trình là nó bào mòn bị khô. Đấy. Thì mới nó tạo thành cái bệnh đó. Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ với tất cả các bạn về cái loài dây này để trị vào cái bệnh coi như là xương khớp nhé. Nói chung là xương khớp đấy, đấy là nói chung. Còn nói riêng là trị về cái bệnh thoái hóa, phôi hóa đốt sống lưng các bạn nhé. Đấy, thì tên thì mình nhắc lại lần nữa, nó có cái tên là dây rồng bà. Đấy, dây rồng bà đây để là gì mà mình nói lên được những cái như thế thì xưa là cha ông của mình truyền lại đến cái đời mình nhé, thì bảo là dùng cái loại dây này để trị vào cái bệnh coi như là bị phôi hóa, thối hóa, đốt sống lưng, đốt sống cổ đấy các bạn. Đấy, thì các cụ có bảo là đấy nó biểu tượng nhé, nó biểu tượng như vậy là đây, đây mình quay cho các bạn xem, đây, đây là nó mọc từ ở dưới đất nhé, đấy. Dưới đất này, lên này, đấy, lại lên này, đấy, đấy là cái dây của nó, đây các bạn nhé, đây các bạn quan sát kỹ hộ mình, đây này, đây, đấy các bạn cùng tôi quan sát nhé, đấy. Cùng tôi quan sát cái loại dây này. Đây. Để là gì? Đây nhá các bạn nhá. Nó biểu tượng nhá. Nó biểu tượng ở đây. Đấy. Đây này, quay như này các bạn không biết nhìn rõ này, là quay ngang cho các bạn nhìn rõ một tí nhỉ. Nó hình thù là cái cột xương sống lưng của mình nhá. Đấy. Đây. Đây thì là cái khớp nhá các bạn nhá. Đây thì là cái khớp. Đấy. Nó lõm vào. Đấy, và đây là cái xương sống lưng. Và đây tiếp là cái khớp nữa nhé. Đấy, đây tiếp là cái khớp, nó cứ lõm vào như vậy. Đấy, mình quay xuống ở dưới này các bạn nhìn rõ hơn. Đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Đây nha, để tôi chỉ cho các bạn cùng nhìn nhé. Đây,